Lịch sử trong nghệ thuật chèo đã để lại trong ký ức khán giả biết bao nghệ sĩ hè. Và hôm nay, trong thời gian chúng ta đang sống, có một Xuân Hinh, một danh hề chèo mà đông đảo khán thính giả cả nước và những người mến mộ chèo ở mọi nơi đều biết tới. Các nhân vật hề chèo cổ như Mãng Ông, Thầy Mù, Thầy Bói, Thầy Phù Thủy, Hề Cú Sứt, Hề Môi, Hề Gậy, Hề Áo Ngắn, Hề Áo Dài của Xuân Hinh, có thể nói đó chính là sự tiếp nhận từ các cụ, nhưng lại có nét độc đáo, mới mẻ, rất Xuân Hinh. Vì hề của anh rất cổ mà vẫn kim, rất xa mà hiện đại. Đặc biệt hơn, Xuân Hinh không chỉ thành công trong các vai hề cổ mà còn thành công lớn trong các vai hề hiện đại. Hề hiện đại trong sáng tạo của Xuân Hinh rất xưa mà vẫn nay, trên những giá trị của chèo truyền thống Việt Nam. Xuân Hinh hình như tạo hóa sinh ra anh để làm hề. Các vai hề của anh vô cùng phong phú, đa dạng, thoải mái, hồn nhiên và đầy ngẫu hứng. Chúng luôn mới mẻ, độc đáo và hấp dẫn khán giả. Từ giọng hát mượt mà, ngọt ngào, đến khuôn múa mềm mại, chuẩn xác, rồi cái mắt, cái mũi, cái miệng, cái râu, cái chân, cái tay, cái tóc và cả những đạo cụ như cái khăn, cái quạt, cái gậy, cái mũ, đến cái quần, cái áo anh mặc, tất cả qua sáng tạo của Xuân Hinh đều trở thành hề, thành cái cười thú vị cho công chúng. Lời con hay ý đẹp lòng thành,
nhưng nơi đó không phải là đình chùa miếu màu như ở trần gian ta thường giảng đạo, mà chính là cõi niết bàn của các đấng Phật tiên. Ôi, cõi niết bàn của các đấng Phật tiên, ôi thế là ta đã được lên trên này, trên trời rất là đẹp đẽ. Giúp nhau từng tí tiện nhân đức mỹ thế giới sáng ngời nắng ngời sáng ngời dài như núi như sông ngày mấy dài như sông. Bạch thầy, thầy cho con mượn chiếc gậy thần của thầy để con nhìn thử những cái trần xem sao. Thầy cái nào thầy ơi, các chùa gì mà trông như chợ, mái thì sụp tường thì đổ, ô uế tứ bề, lại chiếm đất chùa làm của riêng tư, đúng là trần gian trăm bề nát bét. Nam mô Đức Phật Di Đà, người trẻ người già quy trước quy sau đến chùa ta phải báo nhau, tĩnh tâm niệm Phật là câu ở đời. Chùa Phật là chốn tâm sâu, chuyện là muốn chuyện là bán, chớ cầu vào kinh chuyện nhà chuyện là cửa mình, chuyện là ăn chuyện là uống, linh tinh hàng ngày đừng mang tới là một đấng cao siêu. Cho con xin hỏi một điều có được chẳng? Mô Phật, con cứ hỏi. Bạch thầy, trong hồ có muôn vàn loài cá, con xin hỏi thầy, con cá nào là cá đáng yêu? Ta ăn chay niệm Phật sớm chiều, đâu biết cá nào là cá đáng yêu. Thì con hỏi ngược chiều, cá nào đang ghét bơi theo dòng đời? Cá đang ghét bơi theo dòng đời là cá nhân con ơi. Cá nhân, tính cái loài cá nhân nó không bơi ở trong hồ trong nước mà nó bơi ở giữa dòng đời, nó không đo đếm bằng cân bằng thước mà ta biết cái loài cá nhân nó còn ác hơn cả cá sấu ba ba thùng mùa. Trong cái loài cá nhân là con không muốn đấm vào mặt nó, con muốn đổ vào mặt nó, con muốn nhổ thì vào mặt nó ấy thầy à. Bạch thầy, nhưng trong các loài nhân thì nhân nào là nhân quý nhất thầy ơi? Nhân đức là nhân quý nhất. Bạch thầy, nhưng trong các loài đức thì đức nào là đức đáng yêu? Đức hạnh là đức đáng yêu. Nhưng trong các loài hạnh thì hạnh nào là hạnh ước mơ? Trong các loại hạnh phúc là hạnh ước mơ. Là bạch thầy, nhưng trong các loại phúc thì phúc nào là phúc đáng tin à? Phúc thiện là phúc đáng tin. Bạch thầy, nhưng trong các loại thiện thì thiện nào là thiện khó nhất à? Trong các loại thiện hiếu là thiện khó nhất. Vì sao mà khó nhất à? Vì mẹ mang thai nặng như núi thái, đi lại bài hoài ngồi đứng không yên, tính mệnh mẹ bấp bênh như đèn treo trước gió, buộc mong chăm lo đêm vất vả cho lớp mẹ nằm chỗ khô con ngủ, sai đèn hôm
tươi, công ơn mẹ vô cùng, cha nhớ mẹ không dễ. Cha mẹ sinh các con ra sau căn đầy đồ, dù có cắt ra xẻ thịt tan xương, khó có thể báo đền công ơn cha. Phật Di Đà, hãy chỉ dùng mẹ già tôi đang ở nơi đâu. Nam mô Đại Mục Nhân Tôn Giả, các mẹ của thầy đang ở chốn. Mẹ ta đang ở chỗ nào rồi con? Trời ơi, sao con bảo mẹ ta đang ở chốn âm ti? Ôi thế bà không ở trên trời, không ở dưới trần gian thì chỉ có ở âm ti chứ còn ở đâu được nữa. Thế mẹ ta tội gì mà ở chốn âm ti? Ấy xưa nay thầy vẫn dạy con nè, con rằng trên đời người ta thường có 12 loại tội: không là tính mẹ cha, ngu si lạc ác, quan có hại người, giết hại chúng sinh, tham mê sắc dục, làm xấu không thật, không biết đúng sai, tất cả cái chết đều được sẽ âm ti thầy. Nào hề tiểu con, hãy cùng ta xuống âm ti tìm mẹ. Vâng vâng con đi người ạ. À.